Vâng, hôm nay em sẽ thật lòng chia sẻ với các bác nhé. Các bác bảo cái giống nó không quan trọng mà cái giá thành của cây giống ấy. Có nhiều bác ấy chỉ lệch mất 2.000 đến 3.000, nghe thế là đã sợ đúng không ạ? Giá nào tiền nào củ nấy thôi các bác. Đây, đây cái giang này 7 tháng tuổi. Lá thì chỉ đạt cái lá luộc thôi các bác. Và những cây lá nhỏ này này, gặp cái thời tiết nắng ấy, nó sẽ bị xoăn hết lá các bác nhé. Tuy rằng gốc rất là to rồi. Đây, em sẽ lấy cái lá trên cùng nhất. Các bác không biết phân biệt lá thì các bác sẽ bảo màu tím cũng vậy, màu màu tím là nhung, màu không phải đâu các bác. Lá nào ra nó cũng tím hết. Một phần nó vẫn là trắng, rồi đồng ý là lá tím này. Nhưng mà các bác không thể phân biệt được khi không vào ngành. Ở cây này chuyên, đây các bác. Lá này nếu mà tính ra nó sẽ đạt khoảng 6 7 phân, 6 7 phân độ rộng. Và chiều dài nó chỉ đạt khoảng 30, hơn 30. Thì các bác biết tại sao em không muốn quay những cái vùng lá nhỏ không? Đây nhá, đây là vườn này á, bị khoảng 40% lá nhỏ các bác. 40% lá nhỏ trong một cái cách chăm sóc cùng một thời điểm giống nhau các bác nhá. Em sẽ cho các bác xem ngay ở cái bên cạnh. Đây các bác, cây này. Cây này, cái lá to này. Đây các bác, nó sẽ khác hẳn luôn các bác. Nhìn thấy không ạ? Kể cả là cái bên kia ngay cạnh nhau đấy, thì các bác sẽ hiểu sao, sẽ biết nó là như thế nào cùng một cách chăm sóc thôi các bác ạ, cùng một cách chăm sóc thôi, bác hiểu ý em ạ. Cũng có rất nhiều bác là hỏi đến là có bao nhiêu loại giống, thì em chia sẻ cây giang nhé. Cây giang có 4 loại các bác nhé. Cây giang có 4 loại giống. Các bác mà chọn giống không may, các bác chọn phải giống đều thì xin chia buồn với các bác. Còn trong một cái vườn mà hàng nghìn nghìn cây, nghìn nghìn cây mà nó chỉ bị một chục cây đổ lại thì không sao, chẳng may nó lớn không sao, nhưng mà nó bị nhiều các bác nhé, sẽ không mang giá trị kinh tế gì luôn. Nên lưu ý với các bác, một cái cây giang, cái loại lá nhỏ các bác nhìn này. Đó. Sau này lớn lên một chút nữa nó vẫn to, to lấy được lá luộc luôn. Đấy, không những mỗi cây này nhá. Ở đây. Đấy các bác. Mưa dội nắng đây. Em sẽ bẻ cái lá từ lá bên này, nắng lên nó héo các bác. Từ cái lá từ cái cây bên này trồng cùng một thời điểm với cái cây bên kia cách nhau 2 3 mét này các bác. Em sẽ chọn cái lá như này. Đấy các bác, không phải chọn cái lá bé nhé mà chọn một cái lá đồng đều ở cái vườn này, ở cái cây này. Đấy, một cái lá đồng đều ở cái cây này. Sang bên lá này. Các bác nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy gì chưa? Cùng một thời điểm rồi, đặt xuống đây. Cùng một thời điểm thôi các bác nhé. Đó. Giả dụ mà lá này vẫn lấy được. Ví dụ lá luộc thì giá thành nó rất là rẻ. Còn lá này là lá sấy đạt. Thế thì bây giờ nhá, hiện em ngay từ đầu em đã nói nhá, rồi thị trường nó cũng sẽ bão hòa. Thì đến lúc đó lá luộc này nó còn lấy bằng này. Đến khi nó bão hòa, nó sẽ không lấy cỡ này nữa, nó phải chọn lựa cái này. Thì các bác biết cái hậu quả của mình, khâu chọn giống của mình là gì rồi đấy. Đấy, em chỉ nói vậy cho các bác hiểu. Còn xin báo giá hiện tại là, hiện tại giá giống, à, giá cân kg vẫn dao động 15-16 nghìn một cân lá tươi. Đấy nhá. Có chỗ vẫn được 17-18, có chỗ 15, có chỗ 14. Không phải chỗ nào cũng như chỗ nào. Rồi em sẽ ra vườn cho các bác xem vườn cây giống của em. Còn đây em sẽ đặt một cái lá to này đem này. Để cho các bác xem xét nhé. Em về em đo. Đấy, em sẽ đặt cái lá to này để em đo. Em sẽ đặt hai lá về em đo. Đây các bác nhé, em à về đến nhà em có thước, em đi vào rừng em không có thước đâu, không kèm cầm theo cái thước. Giờ em đến nhà em đo cụ thể cho các bác xem cái lá mà đạt gọi là đá to nhé, 8 phân, hiện tại là lấy có chỗ lấy 7 phân, dài 32. Các bác nhìn kỹ cho em, đây lá này là được bao nhiêu ạ? Em đang ngược với cái thước các bác.
lá này 14 cm các bác ơi, chiều rộng 14 nhá, chiều rộng 14. Để xem chiều dài, chiều dài thì thường thường thì thấy khoảng 35 từ ngọn các bạn. Để em kéo thế đây, từ ngọn đấy. Đấy, từ ngọn là lấy 35 thì ở đây là 30, 36, 38. Đây là được khoảng 38 thôi các bạn. Lá này là lá mới 5 tháng tuổi thì được 38. Dài 38 gần 40. Thì thường thường ấy là lấy 8 phân dài 35. Nhưng mà đây là 38 rồi, cũng đạt rồi. Còn chiều dài của cái này, lá này. Lá này thì dài hơn, lá này dài 40 rồi các bạn. 41. Ừ, 41, 42 à. Lá này dài 42. Và chiều rộng của nó là được 12. Đấy các bác, chiều rộng được 12, dài 42, rộng 12 các bác nhé. Đó, đó là những cái kích thước của hàng A. Nhưng mà tuy nhiên là có nhiều lá còn to hơn. Bởi vì lá này là lá đang đang của thời điểm có mới 5 tháng hơn rồi. À, vào đây review cái xe của em luôn các bác. Con này đi với em khắp các tỉnh các bạn. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, gần như là đi cùng em, gắn liền với em nhé. Đó. Đây. Mới tinh bây giờ đi với em là bẩn, các bác biết lụp xụp như này. Có rất nhiều bác đến cũng muốn thử các bạn. muốn được trải nghiệm thử con này. Phân khối nó lớn nên là đi các bác đi rất là nhàn. Đây thì em đã đến nhà đấy, thì em cho các bác xem cây giống. Đây các bác nhá, cây giống em ấy cứ hết lứa này lại lứa kia. Những cái này em chăm tốt một chút nữa. Nói chung là chỉ có tưới nước thôi, không chăm gì, các bác nhìn biết này. Đó, đây những cây này chưa đàn này các bác. Cây này thân nhỏ này, chưa đàn này. Đó, cái này mới tra được hơn một tháng. Cứ sau này lấy cái này đi lại tra. Và em kiêm bán luôn cây rổi, rổi to bằng này là phải có hoa. Đó, hoa đó, hoa đó. Đấy, thì đây các bác. Ở đây, cây này của em này, cây này tính nhà bây giờ cớm quá rồi các bác. Nhưng mà lá này cũng đạt, lá này nó đạt khoảng 12 rồi các bác. Đạt 12, 13, chiều rộng ấy. Dài thì dài hơn, dài nó cớm nó dài hơn, dài khoảng 4-50 các bác. Đây, còn cây giống nhé, coi em chuyên các cây giống này các bác. Rất nhiều lứa, lứa này em cũng mới vào được khoảng 40 ngày các bác. 40 ngày ạ. Chưa xuất được đây, 40 ngày. Những cái lứa xuất được em đã xuất hết rồi. Chỗ này là, chỗ này phải xuất đến 2 năm nay, phải xuất đến chục lần. 2 năm phải, chỗ này là chục lần rồi. Ví dụ nhá, lấy đi xong lại xếp bầu vào lại, tiếp tục giống vào đây để nhường sân cho lứa khác. Lứa này lần, cái lứa này là lứa thứ 10 rồi. Rất nhiều thân các bác nhá. Em ươm ấy, có nhiều càng nhiều năm càng kinh nghiệm đây. Ươm rất nhiều, những nhiều hạt vào đây, 2-3 hạt vào đây. Sau khi nó lên nó sẽ thành nhánh, thành chùm. Trước các bác lấy cây giống đầu của em ấy, tuy là chỉ là một thân hai thân mà giờ cũng phát triển tốt rồi. Đây ươm 2 hạt, bây giờ 2 hạt lên được 2 măng mà mới được 40 ngày. Cái này mà em để tầm khoảng 1 tháng nữa thì chỗ này nó sẽ lên 5-6 thân và măng nó sẽ mập ú và đẹp các bác nhá. Nên là cây giống của em không giới hạn các bạn. Em xin giới thiệu, mạnh dạn giới thiệu, em có trên trăm vạn cây giống của ở ngay tại nhà thì có 40 vạn, hơn 40 vạn các bác nhá. Quanh quanh chỗ này còn ít thôi. Đây. Ít ít chỗ này cũng vài vạn cây. Thì bây giờ em sẽ ra ngoài ruộng ngoài này. Những cái cây này là cây còi này. Cây còi thải, đào thải lại nhưng mà cứ chọn đi chọn lại giờ lại đẹp lên rồi. Rồi, bây giờ em sẽ đưa các bác ra bên ăn ngoài này. Vâng các bạn, em quên mất là thế này. Em giới thiệu với các bác đây. Em có rất nhiều giá. Bởi vì tại sao? Bởi vì giá ấy, nó liên quan đến bầu ươm. Đây, đây là bầu, em gọi là bầu 14 này. Bầu 14 này là bầu dế nó không ăn ra ngoài. Ăn nó không đáng kể. Để bầu 14 thôi, bầu 14. Còn chiều cao thì thực sự là không quan trọng. Như cây này nó cao 1, 2, đến ngọn 5, 60 cũng không ăn thua. Thì mình sẽ bấm cái này đi để vận chuyển nó dế ăn nhau ở cái gốc này. Ở cái phần gốc này. Bầu này nhá, em nói thật với các bác, bỏ ở dưới sân này. Không cần tưới nó để được 1 tuần nếu mà trời nắng. Còn không á, tưới vào cũng không sao. Còn đi trồng nó đảm bảo.
Đấy là bầu, em gọi bầu 14. Còn đây là bầu 12. Đấy em gọi là bầu 12. Đấy, bầu 12 nhỏ hơn. Còn có bầu 8, bầu 10 nữa. Em có 4 loại bầu. Thì em sẽ ra bầu 8 với bầu 10 em ương bên ngoài. Cây giống này các bác cứ yên tâm. Đây các bác, cây giống thì em ươm ở bên đằng ngoài ruộng. Đây là cái ruộng mà em đã chuyển sang trồng cam. Đây các bác nhá, đây là em ươm dưới cái vườn cam và vườn táo của em. Thì ở đây thì các bác có thể cây giống em, à đây có thể em lọc ra mấy cái bầu để cho các bác biết là tại sao nhiều giá. Nên là em sẽ, số điện thoại em là 0967 874901 các bạn ạ. Các bác nhé, 0967 874901. Vừa là số kết bạn Zalo, vừa là số để gọi luôn các bác. Nếu mà gọi em không được ấy thì các bác phải kết bạn Zalo. Bởi vì chỗ em thì mạng nó là vùng vùng sâu vùng xa nên là mạng kém, không tức là sóng điện thoại kém, nhưng mà mạng thì tại sao có là bởi vì là tất cả trong em đây lại kéo được cái đường wifi, đường dây mạng wifi. Nên là các bác không có sóng nhưng mà lại có mạng các bác. Đấy một điều các bác ấy trêu, có lúc bác bảo không có sóng làm sao mà có gọi được mạng. Mạng là bọn em kéo wifi nên là được nhé các bác. Đây là bầu bát nhỏ, đây bầu bát nhỏ. Có cả bầu bát nhỏ. Bầu bát này là nếu mà để mà xếp ấy, thì nó dễ. Đây là bầu bát nhỏ các bác nhé. Đây là một loại bầu này. Và có bầu bát to, bầu bát to là bầu lúc này đấy. Bầu bát nhỏ. Bầu bát nhỏ các bác đây. Bầu bát nhỏ, có bầu bát nhỏ các bác nhé. Còn bầu cây cây hạt có, cây nhổ có, đây cây bầu 12. Đây, bầu 12. Bầu 12, thích bầu 12 thì cũng có nhiều giá, có loại rẻ loại đắt. Loại đắt là loại em có thể là em ươm nhiều nhánh nhiều thân. Ví dụ để em nhiều nhánh nhiều thân các bạn, nhiều nhánh nhiều thân. Đây đây là ở đây là có hai loại bầu, lúc nãy một hai loại nữa. Các bác ký cho em nhé, bầu này nó mưa đấm này nó nặng khoảng 8 lạng. 7 8 lạng một bầu. Còn bầu này chỉ 3 lạng thôi. 3 lạng, 2 lạng dưới 3 lạng một bầu. Đó, còn một loại bầu 8 cũng chỉ lạng 8 2 lạng. Và bầu 10 là 4 lạng dưới. Tí nữa em ra bên kia cho các bác. Lô giống của em ấy thì em gối gối cây giống các bạn yên tâm. Cái giống của em nhé, đây những cây này có thể đi trồng. Còn một phần thì còn đó, có thể là em thích nhất trồng những cây nó thấp thấp như này. Nó chỉ ngoài 20 như này các bác. Mập thân là được. Đó, ta nó lên cắt một là được. Còn có tại sao? Đây, đây vẫn bầu nhà, có tại sao nhiều lô. Các bác đến thì các bác lựa chọn tận nơi. Chọn những cái cây mà nó nhiều thân như này. Lớn nó gấy một hai thân nó vẫn còn. Đây, tỷ lệ nó rất là cao. Đảm bảo khỏe này, đấy chỉ đặt vậy thôi. Đấy, còn chỗ vườn ươm của em rất, em xin nhắc lại, rất nhiều kích thước bầu. Có 5 kích thước bầu, 6 ấy, bây giờ em còn để 4 là thông dụng. Đó, to loại nhỏ có hết các bạn. Đây là các bác trồng ấy, cây ấy, do mình đây các bác. Đây các bác nhìn thấy thích không? Đi trồng cái này chỉ trồng sau 2-3 tháng. Thế tại sao các bác hiểu là em quay ấy, cây 3 tháng nó lớn như vậy? Đây các bác nhìn kỹ đấy. Đây nó đã cao khoảng 40 chẳng hạn, 40 hơn 40. Đây là bầu này. Đây là bầu 14 các bác nhá. Đấy các bác nhìn ạ, cây giống ấy. Cây thích, các bác thích cây cao, có cây cao. Nhưng mà mấy cây cao này em còn phải hạ đi các bác. Các bác không lấy cái loại 5-60 phân này, là có một cái lô này này là có cái bác ấy dặn rồi mà chưa đến lấy, bác bảo chưa làm đất xong, cũng chỉ có mấy nghìn cây thôi thì em vẫn cứ phải để, bác bảo để cao cũng được, để tùy bác. Còn em thì em không muốn để cao, quá trình vận chuyển nó thấp. Đây tại sao lứa này cao lứa này thấp, em cứ tra có trống chỗ nào em tra chỗ đấy. Đây các bác nhìn thấy vườn giống em ở hiện tại ở tố nhà em có trên 40 vạn cây giống, và mỗi điểm giống em đặt 5 vạn 10 vạn 20 vạn 2 vạn, tức là cộng dồn vào em có trên 100 vạn cây giống thôi. Những cơ sở nơi khác thì đặt ở các tỉnh khác. Đó các bác nên là các bác hãy nhấc máy liên hệ với em để mà được tư vấn chính xác. Như những lô ấy, người ta đến em cho chọn thoải mái các bác. Đến tận nhà ưu tiên nhà như cây này. Có thấy không? Thì vẫn là bầu 12 nhưng mà nó với giá thành, ví dụ đây là ví dụ như cây này. Cây này là bầu 12. Đây cũng là bầu 12 các bác. Cái này thì chưa nên trồng, em sẽ lấy cây nên trồng để tại sao nó nhiều giá như vậy. Đó, như này chẳng hạn. Đó, cây em thì em không chăm nhé các bác nhé. Không được phép. Các bác làm vườn ấy, em thử một lô là em chăm nó thật tốt, đến lúc tốt mình nhìn là thấy thích rồi, đem đi trồng ấy, các bác. Các bác mà chăm bón đạm vào ấy, nó tốt.
nhìn thấy luôn, mà các bác đem đi trồng sẽ nó sẽ bị, nói chung là nó bị, gọi bọn em gọi là bị kém, để gọi là bị chột đấy đấy. Em không biết diễn tả sao, nó đang đẹp ở vườn mà các bác đem đi trồng lên đồi không chăm không tưới được nữa là nó sẽ xấu đi rất nhiều. Đây hiện tại cái giống này, đây là lô, những lô bầu tám các bác. Ít nữa em cũng từ lúc ươm em chưa bón phân, sợ chưa các bác, nó chưa bón phân. Nhưng mà đấy, anh em đến được phép lựa chọn đây. Những ô này chưa có ô nào hoàn chỉnh cả, được lựa chọn hết các bác. Mình có quyền mua, mình chọn giống, kể cả em gửi cho các bác, em chọn đây các bác nhìn lại, chọn tan tác. Những cây này là mai kia lại đẹp lại, lại tiếp tục chứ không bỏ đi cả. Nên là cây nào chết thì mới bỏ chứ không bỏ. Đây. Đây là những lô bầu tám các bác. Lô bầu tám đây. Đó. Lô này thì bầu này chỉ nặng trời mưa nữa là khoảng nặng 2 lạng. Không thì lạng 8 đây, các bác nhìn này. Cây giống này rất nhiều. Đây sang bên này vẫn đang ươm. Đây, bầu 12 đây, vẫn đang vào đây các bác. Mới đang vào đây, cây bé tí đây. Nên là cây giống. Em thì em không hay ở nhà, không hay quay, có nhiều có lúc quay đi đi rừng đấy các bác. Em quay video nên nó đầy máy em không để. Nên có nhiều bác hỏi gửi video, các bác nhìn từ đây ra dài dài dài. Tít kia mấy chục mét kia, mấy chục hàng. Mà bác biết đấy, có rất nhiều. Đây. Các bác, những cây này nhá, đây, cây này em chỉ ươm 2 hạt. Đây là bầu 10 các bạn, bầu 10. Bầu này cũng khá là thông dụng. Bầu 10 này nặng khoảng 4 lạng rưỡi, nhưng mà khi ướt lên được khoảng 5 lạng, không thì khoảng 4 lạng, 4 lạng rưỡi thôi. Đấy các bác nhìn thấy không? Số lượng cây thì các bác cứ yên tâm đi. Chất lượng giống thì các bác đảm bảo, em đảm bảo với các bác luôn. Không phải lo, đây cây này mới ươm nên là mới ươm được 1 tuần, 2 tuần nên là phải che chắn. Phải che chắn các bác nhá, phải che chắn cho nó đây, các bác nhìn này. Cỏ bắt đầu mọc che chắn đây, những lối bên kia nữa. Vâng, còn ở đây nữa các bạn, còn ở đây em lại nói với các bác này, có nhiều bác lại bảo cây nó tại sao sau khi trồng lên nó hay bị chết là đây các bác, đây như bầu này 3 hạt này, ba hạt hạt em gọi là cây đột biến nhỉ, nhưng mà không phải đâu các bác nhá. Cây đột biến này ấy, là đây là hạt non các bạn, hạt mình đi tuốt về ép cho vào đây 3 hạt đó. Chỗ này vì hạt non nhiều nên em phải tra 3 hạt, 3 hạt để làm sao để những cây non này mình phải bỏ đi luôn. Cây này nhá, một là nó vẫn sống, sống lên một thời gian nó được khoảng vài tháng sau, sau khi bán cho các bác đi trồng nó vẫn lại chết dần các bác nhé. Đó là cây này, và lá nó sẽ nhăn nheo, nó chết dần đấy, nên là mình làm thấy là mình nhổ đi. Như kể cả hai cây này cũng nhổ cả hai luôn đấy, để ít nó dặm cái khác ở đấy, nhổ bỏ đi đấy, phải nhổ bỏ các bạn đấy, phải nhổ bỏ đi đấy. Đây là cách chọn lựa giống, còn không để mai kia nó cũng tự chết. Còn một phần nó lại vẫn cứ sống trở lại, bởi vì một phần nó vẫn sống để lại. Đấy nên các bác có kinh nghiệm chọn là như thế. Đây các bác. Bầu to bầu nhỏ có hết. Đây những lô mà đây là lại là bầu 12. Bầu 12 này thì các bác, bầu 12 này em tra 3 hạt. 3 hạt 2, 3 hạt 4 hạt. Đấy lô này chưa tra 3 hạt 4 hạt bắt đầu mọc mầm. Măng này, mọc măng. Cũng mới được 40 ngày nhá. Tra nhiều hạt thì nó đua nhau vươn lên. Bây giờ hiện tại nó đã cao ngoài 20. Cũng chưa cho phân cho gì cả. Đó, nhìn lá biết đây. Rất là đẹp, luôn mượn. Đấy, cây giống này đây các bác, bạt ngàn cây giống. Đó các bác, lô này lô kia, lô to lô nhỏ, lô cao lô thấp, phải gối nhau các bác. Chứ anh em là thứ nhất là không biết đến cùng một lúc là không không được trồng luôn cùng một lúc, không biết đến em thì hãy chia sẻ cho anh, cho em, cho bạn, cho bè. Còn làm giống các bác nó cũng khá là khó các bạn. Đây các bác nhìn này, từ đây ra dài dài ra đằng kia đó, có cây cao cây thấp. Đây là bầu 10 các bác. Đấy, bầu 10 nó rất là gọn đó, bầu 10 rất là gọn. Bầu này chỉ tầm đấm đấm như này là 4 lạng hơn một chút thôi, nên là rất vừa thì khiêng đi rất là tốt đó, nhìn thấy không? Còn bên kia mới tra có 2-3 ngày hạt, thì em có quay trên cái video em cất giữ được và em lùng sục hạt. Thì em nói thật là các bác biết ai trồng cái giang là không biết đến Hoàng Hưng là em nhé, thì là các bác hơi nhầm. Bởi vì là em là từ năm ngoái đến giờ, em lúc đấy lá nó chỉ 10.000, em đã xác định để em làm giống để trồng đấy các bác. Đây các bác hãy cái giống em có thể để các bác nhìn ạ, chưa mọc măng mà nó đã như này đấy. Lô này lô kia các bác tiền nào củ đấy. Có rất nhiều bác em biết là giá thành nó lệch nhau không sao. Để đây.
bác nhanh tay nhấc máy gọi điện để đặt hàng. Chưa trồng được thì đặt xuống, đặt máy xuống để gọi, để được tư vấn miễn phí, không mất gì cả. Đây các bác nhiều, có nhiều cây em cho bác này. Ôi giời, 2, 4, 6, 8 cái thân. Cây này sau này tầm khoảng 2 tháng nữa, 1 tháng dưới nữa, nó sẽ đầy kín cái mặt này. Đây, rất là nhiều thân, 5, 6, 7, 4, 5 thân. Rồi, không để vòng vo nữa, mất thời gian các bác, em xin kết thúc video. Các bác nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp em nhé. Xin chân thành cảm ơn ạ.